hôm nay sẽ trở lại với một địa điểm mới. Hy vọng hôm nay thì anh em mình nói chuyện được nhiều hơn trận chung kết sau lưng của Eric. Tại vì hôm nay không có máy là thì chỗ này nó hơi lớn, bởi vậy không có chỗ đặt máy cho Eric. Rồi bây giờ thôi, xin mời anh Thế giới thiệu vô. Hân hoan chào đón quý khách đến với chương trình Lát Kết Kịch do Cinema Serial thực hiện. Thì giữ lời hứa với quý vị thì trước trận chung kết thì anh em chúng tôi có bắt cóc được một trung vệ mà ở ngoài bôi xa mọi người lúc trước anh thi đấu và có dáng dấp của một trung vệ đẳng cấp mà mọi người cứ thích là gọi anh là trung vệ thép. Một lần nữa anh em chúng tôi hân hoan chào mừng trung vệ thép đến với chương trình, đó là trung vệ Huy MC. Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi kênh của Hiệp Cinema, phải không? Rất là được vui mừng là tham gia chương trình, bởi vì là Hiệp và Thế đã mời Huy rất là nhiều lần rồi. Thế nhưng mà hôm nay mới có cái dịp là tham gia được, bởi vì cái lịch và cái gọi là thời gian cũng như là địa điểm nó hơi khó khăn cho Huy, cho nên hôm nay mới tham gia được. Đấy thì xin được giới thiệu là Thế, Hiệp và Huy là nó gọi là teammate đấy, tức là trong chung một cái đội bóng trước đây thì là gọi là đội bóng văn nghệ sĩ của hải ngoại tại Nam California. Đấy thì anh em chúng tôi đã có cả một cái thời gian rất là dài để sinh hoạt với nhau, và tất đương nhiên là chung một cái niềm đam mê về túc cầu. Đấy thì như quý vị đã biết là hiện tại thì là chúng ta đang trải qua một cái thời gian rất là tuyệt vời, là có rất nhiều chương trình bóng đá và rất nhiều giải đang diễn ra tại châu Âu và tại Hoa Kỳ. Giải Copa America thì là được tổ chức tại tất cả các thành phố của các tiểu bang của Hoa Kỳ, và giải Euro 2024 thì được tổ chức tại rất nhiều thành phố lớn của nước Đức. Phải nói là thời gian vừa rồi gọi là anh em mình gọi là nó gọi là bội thực đá bành thì quá nhiều trận, và chúng tôi thậm chí phải chuẩn bị cả vấn đề sức khỏe để có thể là theo dõi được, đúng không Hiệp? Dạ, đúng. Nếu không là coi như là gục luôn ấy, bởi vì là xem đá bóng thì coi đá banh trừ cơm luôn á. Đá banh, cái schedule đá banh năm nay nó cũng tương đối thuận lợi cho những người ở Bắc Mỹ. Tại vì là cái giờ giấc nó tương đối là thuận lợi. Thế các cái trận đấu của giải Euro thì sẽ xảy ra vào 9 giờ sáng và 12 giờ trưa của giờ California. Và các trận Copa America thì xảy ra vào 3 giờ chiều và 3 giờ chiều và 6 giờ chiều của California. Cho nên là mình là được chiều chuộng nhất. Mình được trong cái khung giờ nó quá đẹp. Nhưng mà ở trong khung giờ đẹp nhưng mà được xem với lại Huy MC thì chỉ có một trận. Dạ, tại vì Huy thì ngày thường thì ngoài công việc ra rồi còn phải chăm sóc cháu, nên ngày nào mà có bà xã làm việc ở nhà thì Huy mới ra bô xa để xem với anh em. Nhưng cũng giữ lời hứa với quý vị là sẽ gặp Huy MC trước một trận cầu đỉnh, đó là trận chung kết mà mọi người cứ nghĩ rằng Tây Ban Nha thì thi đấu quá hay, thi đấu quá quyến rũ, tấn công quyến rũ, có những bàn thắng đẹp, sự tỏa sáng của các sao mai trẻ, và bên kia đội tuyển Anh có lối chơi hơi xù xì ở ngoài vòng bảng, nhưng mà vẫn đâu đó đến giờ này mọi người cũng nghĩ rằng là đội tuyển Anh đá như thế nào họ cũng chưa biết được bài của họ. Thì chắc có lẽ rằng Mai Thế sẽ mời Huy MC sẽ nói chút xíu về cái quá trình của đội tuyển Tây Ban Nha thi đấu thuyết phục như thế nào, và đội tuyển Anh có những trận đấu như ra làm sao để đưa họ đến với trận chung kết này. Mời Huy. Thì như quý vị đã theo dõi từ đầu giải đến giờ thì
đương nhiên là đội tuyển Tây Ban Nha nó thể hiện một cái phong độ rất cao, kể cả từ những trận vòng bảng. Tất cả những trận của Tây Ban Nha thi đấu với các đội khác đều thể hiện một cái lối chơi đầy thuyết phục, và thể hiện một cái, tức là cái lối chơi nó rất là rõ ràng, nó có chiến thuật rất là rõ ràng, nó không có, tức là đâu ra đấy. Và đồng thời thì đội tuyển Tây Ban Nha cũng hội tụ rất là nhiều những cái gương mặt mà đang ở phong độ cao. Trong đó thì có thể đặc biệt là kể đến một gương mặt rất trẻ, đúng không? Đó, cái cậu đó mới tới thứ bảy này, tức là tới trận chung kết này, cậu mới là làm sinh nhật 17 tuổi. Đấy, nhưng mà cái lối chơi của cậu thì hoàn toàn không có cái gì là cho thấy là cậu có mới có 17 tuổi cả. Rất là già dặn, rất là coi như là khỏe và kỹ thuật rất là cao. Nên đồng thời trong Tây Ban Nha thì Huy có Huy hâm mộ một cậu tại vì là Huy là fan của Real Madrid. Cho nên là cậu Carvajal là cậu hậu vệ cánh phải. Cái trận semi final vừa rồi là cậu ấy bị treo giò, bởi vì trận trước cậu có bị thẻ đỏ. Nhưng mà một trong những người có thể nó gọi là hậu vệ phải hay nhất thế giới hiện tại. Anh sẽ trở lại trận chung kết, chắc chắn anh sẽ trở lại để trận chung kết. Cho nên là cái mà cái điều rõ ràng cho mọi người thấy thì là ở tất cả các tuyến của Tây Ban Nha đều có những cầu thủ đều có những cầu thủ mà đẳng cấp. Cho nên là cái đương nhiên là cái mà cái thể hiện cái phong độ của Tây Ban Nha trong tất cả các trận vừa rồi là đều thấy rõ. Thế nói thêm về đội Anh đi, tại vì đội Anh là có rất nhiều sự tranh cãi. Trước khi mình nói về đội Anh thì cho Mati Thế nói rằng quý vị có thấy là Huy MC nói chuyện đá banh rất hay không? Là tại vì anh em chúng tôi là ngoài những công việc chính thì túc cầu là bộ môn mà giống như là trong máu rồi. Đúng rồi, đam mê. Thì ngồi Huy MC là một nghệ sĩ, nhưng mà chắc có một số quý vị ngồi kia đã từng xem Huy MC thi đấu như thế nào. Một trung vệ rắn, một trung vệ thép. Và cái kiến thức bóng đá của Huy MC thì khi mà nói chuyện với Huy MC hay là anh Ngọc Trác, một số anh em nghệ sĩ, kiến thức của họ rất là bao la. Những người nào, thực ra những người nào chơi đá banh thì phải nói là bây giờ mình đầu tiên trước mắt là mình chơi đá banh mình đã hiểu về luật. Thứ hai là hiểu về chiến thuật. Thứ ba là hiểu về con người. Đó, thì rồi chúng tôi cũng là những người mà nhưng mà cái nữa mà ít người có nghĩa là họ đã xem bóng đá rất lâu rồi. Đúng rồi. Cái kiến thức của họ và những cái hiểu biết của họ là ở trong sẵn trong người của họ rồi. Nên anh em chúng tôi là không có một cái gì mà phải là nói trước là phải làm gì. Chúng tôi chỉ nói ngồi giống như là ngồi nói chuyện ở quán cà phê, ban cà phê, nên khi mà nói là nói thôi. Cái đó là cái mà cái điểm sáng mà chương trình của Lê Ký Kịch Cinema Studio mà có được. Thì trước khi mình qua đội tuyển Pháp thì cho Mati Thế hỏi với Huy rằng đội tuyển Anh sau đội Pháp, tại vì Pháp mà cái đội đội của Mati Thế yêu thích, đội của anh Trác cũng yêu thích, nhưng mà một cái giải đấu Pháp thì thực ra là một cái đội tuyển mà nó liên quan đến lịch sử. Mà bố mẹ của Huy là sống trong thời Pháp, thậm chí Huy còn thuộc cả quốc ca Pháp, thuộc giai điệu, một cái bài rất hay. Cho nên là đương nhiên là cái đội tuyển Pháp là cái đội ưu ái của anh em chúng mình là đương nhiên. loại thì đau, nhưng mà vào tới vòng này rồi, đội nào mạnh, đội nào thi đấu đúng với đấu pháp của mình thì họ sẽ có một chiến thắng thôi. Nhưng mà đội Tây Ban Nha, các vị trí của họ là hầu như là cái đội hình của họ là đã là vào tới mức hoàn hảo rồi, cho tới cái trận cuối cùng. Thì là liệu sự trở lại của Kavaha đó là một liều thuốc tinh thần mà vắng đi tiền vệ Petri thì là lại có một Omo rất là tỏa sáng.
thì là một ở một cái trận đấu mà có tính quyết định như một trận chung kết thì liệu Tây Ban Nha đã thăng hoa trên đôi cánh của họ, như là ở biên trái đó là William Jr, biên phải đó là Zaman, thì liệu những hai cầu thủ trẻ này với cái sự thi đấu mà rất rác rất rắn của các tuyển thủ Anh thì liệu họ có thể thăng hoa trên đôi cánh của họ không, Huy MC? Huy nghĩ rằng là ngoài những cái yếu tố như thế vừa nói thì cái có một cầu thủ mà bây giờ trong cái hệ thống chiến thuật của châu Âu ấy nó rất là phụ thuộc rất nhiều vào cái cầu thủ đó. Thì ví dụ như đội tuyển Đức thì quý vị đã xem là không có cái đường bóng nào là không qua chân của Toni Kroos. Đội tuyển Pháp không có đường bóng nào là không qua Kanté cả. Cái vị trí đó thậm chí Kanté có thể đá cao hơn một chút. Toni Kroos đá gần như là hậu vệ thòng ngày xưa. Và trong đó thì đội tuyển Tây Ban Nha thì là ai? Là Rodrigo phải không? Là Rodrigo Pedri. Đó. Tất cả trận đấu của tất cả các đội này đều phụ thuộc vào phong độ của cái người mà Huy tiền nói về, một trong những tiền vệ những nhất cái thì... người mà nó gọi là vừa là thu hồi bóng vừa là kiến thiết luôn. Đúng rồi. Hiện tại thì nó đang châu Âu họ đang theo cái trường phái như vậy, bởi vì là họ tập trung vào một cầu thủ rất là xuất sắc để họ làm cái việc đấy, nó quyết định cái số phận trận đấu là cầu thủ đó. Đúng. Đó. Thế đương nhiên là ngoài ra thì những cái giây phút xuất thần, những trái sút xa cũng là một trong những cái mà tạo nên đột biến. Đúng không? Bởi vì trong một trận đấu lớn thì ngoài đấu pháp, chiến thuật, con người, huấn luyện viên ông sử dụng trên sân thì là những cái phút mà tỏa sáng của ngôi sao, xuất thần, đó là cũng định đoạt về cái trận đấu. Đúng rồi. Thì đội Tây Ban Nha được đánh giá là đội cửa trên, thì Huy thấy có liệu có cái gì đó nó đánh giá hơi mạnh hơn khi trước một đội Tây Ban Nha là coi như họ thi đấu là đã hết rồi, mọi người cứ nghĩ là họ đã những gì họ đã thể hiện là coi như đã lộ bài rồi, bài của họ là thi đấu các trận thắng giòn giả, họ những gì họ đã thể hiện là coi như đã hết rồi trước một đội tuyển Anh mà tới giờ này mà hơi bập bềnh, hơi có cái gì đó mà những lúc mà khi mà cái người hâm mộ khi mà chạm đáy của cái sự thất vọng rồi thì là có những cầu thủ ngôi sao họ lóe sáng, họ định đoạt được. Nhưng mà Huy có thấy rằng là ông huấn luyện viên Southgate ông thay người rất hay không? Cái đó là một trong những cái mà một cái điểm rất là bất ngờ, bởi vì thực ra trên mà nói thì ngay bản thân Huy khi mà Huy theo dõi giải ngoại hạng Anh, tức là Premier League, thì Huy cũng về thực tế ra mà nói thì Huy không có đánh giá cao tất cả các cầu thủ gọi là nội địa của Anh. Yeah. Bởi vì quý vị biết là giải Premier League là một cái giải rất là lớn, coi như là một cái giải lớn nhất thế giới. Tất cả các cái câu lạc bộ của Anh đều gọi là đầu tư vào để mua những cầu thủ ngôi sao của tất cả các nơi, không những là ở châu Âu và lại còn cả của giải Copa America là vừa thi đấu cho các cầu thủ các đấy, Brazil, nước Nam Mỹ rồi. Thì cái vấn đề của đội tuyển Anh ấy là khi mà như thế xin lỗi quý vị, khi mà như thế thì các cái cầu thủ nội địa sẽ coi như là gần như là không có cái sức cạnh tranh đó, cho nên là họ hơi bị lùi lại so với cái phần chung của cái giải Premier League. Thì cái đội tuyển Anh khi đó thì phải tập trung tất cả những cầu thủ tốt nhất của các đội. Thì hiện tại thì theo Huy nghĩ từ đầu giải đến giờ thì một số các cái cầu thủ của các câu lạc bộ mặc dù là rất xuất sắc nhất của các câu lạc bộ đó rồi, nhưng khi vào đội tuyển Anh, thứ nhất lối đá không phù hợp, thứ hai ở phong độ không cao. Cho nên là Huy không biết là cái bài của ông Southgate để ông ấy muốn giấu hay là ông ấy
ông ấy vẫn còn tức là loay hoay để tìm ra cái lối đá, để tìm một lối đá lối đá tốt nhất cho đội tuyển Anh, cho tất cả các cầu thủ mà ông đấy có. Cho các tất cả các cầu thủ mà từ tốt nhất của tất các câu lạc bộ. Thì quý vị đã thấy là trước trận semi final không có một trận nào đội tuyển Anh đã thuyết phục hết, tức là tất cả các cái đường bóng lên và kể cả những ngôi sao, ví dụ ngôi sao đình đám nhất là Bellingham mà đang thi đấu cho đội fan huy là fan là Real Madrid, cũng không có một đường bóng nào gọi là thực sự xuất sắc cả đấy. Và một người nữa Huy rất là đánh giá cao đó là Forlan của Manchester City. Anh ấy đá ở Manchester City thì thôi coi như là thế xem và hiệp xem đúng không? Thấy là không còn gì để có thể nói đây là một cầu thủ trẻ mà gọi như là xuất sắc nhất giải Ngoại hạng Anh. Năm vừa rồi. Đó, năm vừa rồi. Và những cái đường bóng mà cậu ấy vừa kiến thiết hoặc vừa assist, cậu ấy vừa tự đi bóng và sút. Cái cú chân trái cầu vòng đó là không có ai có thể qua nổi ở giải Ngoại hạng Anh cả. Thì trong mấy trận đầu cậu không làm được một cái bất cứ một cái điều gì để cho mọi người wow. Đây là Forlan. Đúng không? Như là lúc thi đấu cho Premier League. Cũng MC vậy. Thì đó là một cái điều mà hôm nay là mọi quý vị thấy vì MC mặc áo của anh không? Đây là cái áo mà mấy cái áo mà từ hồi thi đấu cho văn nghệ sĩ hải ngoại là Lampard. Tất cả mọi người đều có một cái đúng không? Thầy của Lampard, Beckham, anh Huy mặc áo là bà con cứ bắt ngược lại. Bậy nào từ từ. Áo này còn là bây giờ là áo của anh là của Nike tài trợ. Đây còn cái áo này là Umbro, là của Umbro. Đó thì đang nói sở cái vụ cho đến trận semi final thì thực sự ra là Huy đi từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác khi mà vẫn như cái đội hình có gì khác đâu, đội hình vẫn y chang như thế, coi như là không có một cái thay đổi nào cho đến khi thay người đúng không? Có thay một vị trí đó là Menu vào đá. Không Menu, thực ra Menu trận trước cũng đã đúng, đã được cho vào trận, rồi. Trận thứ ba đấy. Trận thứ ba đã là Menu vào rồi. Thế vẫn như thế, vẫn Rice, vẫn vẫn bên cánh trái vẫn là Trippier bên cánh phải vẫn là Walker. Hai cái đó là tương đối mạnh rồi. Trung tâm vẫn là Bellinger và Forlan hơi lệch phải một chút. Đúng không? Yeah. Thế thì Saka vẫn bên phải, không có gì khác cả. Yeah. Thì cái điều mà rất là lạ là cái sự phối hợp và cái sự kiến thiết của Forlan trận vừa rồi là khác hẳn. Yeah. Không biết tại sao mà không biết là Forlan giấu bài hay là ông Smith giấu bài. Vừa rồi thì mình có thấy các trận trước đó là Bellingham với là Phil Foden là khi mà họ di chuyển đôi khi họ giảm chân lên nhau. Nên cái trận vừa rồi mình thấy thì khi một người di chuyển thì một người hơi dừng lại tạo cái nhiều khoảng trống hơn để cho người kia di chuyển. Nên họ thi đấu nó mạch lạc hơn. Nhưng trở lại với lại cái giải Premier của Anh là tại vì Huy vừa cho mọi người thấy được là cái một giải đấu mà hấp dẫn nhất hành tinh, nó hào nhoáng bởi các ông chủ đã bỏ tiền ra mua các cầu thủ hay, các huấn luyện viên hay, không phải là người của nước Anh nhưng mà họ đến họ thi đấu cho cái giải Premier của Anh. Nên mọi người khi mà đội tuyển Anh bất cứ đi đến một cái giải đấu nào thì cũng được đánh giá là một cái đội bóng mạnh. À, bởi vì do truyền thông nó đồn thổi thôi. Nhưng mà thi đấu thì lúc nào cũng làm cho người hâm mộ hụt hẳn. Cái đó là mọi người đều thấy trong các giải lớn. Nhưng mà ở từ giải Euro, từ giải World Cup, hai giải Euro, hai giải World Cup thì thấy đội tuyển Anh tương đối vào sâu có thành tích hơn. Thì mặc dù họ thi đấu hơi an toàn, hơi cầu toàn hơn chút, nhưng mà vẫn những gì họ thể hiện thì không đáp ứng lại với cho cái giới mộ điệu. Nên mọi người thất vọng. Nhưng khi mà mọi người thất vọng á, thì đội tuyển Anh cứ
chết hụt á, thì nó lại sống dai. Cứ tưởng là chết rồi mà cứ thì đi lại vào sâu. Mà khi họ vào sâu mà cho đến những cái trận đấu quyết định á, thì chỉ hơn nhau một hai đường banh. Đúng rồi. À, đội nào cũng thi đấu là phòng ngự là chính trước, rồi bắt đầu mới triển khai tấn công, rồi mình áp đặt cái lối chơi của mình lên trên đối thủ được. Nếu được thì là mình triển khai những đường bóng mà sở trường của mình. Nhưng mà Huy có thấy rằng là vào tới đây rồi mà ở trận chung kết Tây Ban Nha đang băng băng về đích, liệu có thể ở trận chung kết này phải vấp một cái đụng một cái tường cản nó lớn không Huy? Huy nghĩ rằng trận này sẽ là một trận rất khó khăn cho Tây Ban Nha chứ không phải là chuyện giỡn, mặc dù là ai cũng đánh giá cao hơn Tây Ban Nha cao hơn, nhưng bóng đá nó không có một cái quy luật, không có một cái quy luật nào là cái đội mà sẽ cứ ào ạt là sẽ thắng cái đội mà không thi đấu không khởi sắc. Đấy, nó có rất là nhiều những yếu tố khác. Nhiều khi nó chỉ là những cái sơ sẩy, những lỗi cá nhân, những cái sự bế tắc mà làm cho cầu thủ nóng vội. Nó cũng tạo nên một cái trận đấu, một cái thế trận mà có khi anh ép người ta 80 phút chứ anh chỉ thua người ta 20 phút còn lại và không gỡ được. Thực ra mà để nói thì trận Hà Lan cũng là một trong những cái thế trận như vậy, nhưng đương nhiên là đội Anh không có bị lép vế quá đối với đội Hà Lan, mà mặc dù đội Hà Lan cũng là một cái đội bóng mà Huy đánh giá rất là cao trong giải này, và Huy có lúc Huy nghĩ là Hà Lan có thể là vô địch cơ. Càng đá càng hay đó. Đá càng hay. Thế nhưng mà đấy chỉ một phút sơ sẩy thôi. Một cái khoảnh khắc lóe sáng của một cầu thủ gọi là mới vào sân thay người, mà coi như một bàn thắng như vậy coi như là nó là làm cho là sụp đổ. Mọi người đang cứ nghĩ rằng trận đấu sẽ đi qua hiệp phụ. Đi qua hai hiệp phụ thì khi mà thấy Oli Watkins vào thì mọi người mới nghĩ, ô, tại sao lại Tony đá trận trước cũng sắp vào hay. Nhưng mà nếu mà có tinh tế chút xíu thì thấy rằng khi đội tuyển Anh mà những đường tạt bóng bổng vào thì không làm khó được cái dàn ở dưới dàn cặp trung vệ. Vào Gao đó là một trung vệ xuất sắc nhất thế giới rồi. Thì bóng bổng nữa. Bóng bổng thì là không ăn được Hà Lan rồi. Thì lại thế Watkins vào thì anh xử lý nhanh gọn lẹ. Thì là đó là sở trường của anh thi đấu ở Aston Villa. Mà quý vị mà có xem được thì thấy Watkins chớp thời cơ rất hay, và những cú sút mà ở trong cái tình huống mà bất ngờ thì Watkins rất hay. Thì cái ngược lại là mọi người cứ nghĩ rằng ông Southgate ổng lại cứ thay người ở cái trận hay dở thì không biết, nhưng mà thấy hiệu quả là trước mắt đó. Cứ thay Tony vào thì là Tony lại kiến tạo cho Harry Kane đội đầu thắng ở hiệp phụ, rồi khi Watkins vào, Watkins lại ghi bàn ở thì ngay cái thời điểm quyết định. Thì là mọi người bây giờ cứ đang nhìn lại, mọi người mà đang nghi ngờ về cái tài cầm quân của ông thì ngược lại bây giờ thì lại thán phục. Thì đó, đó. Thì bây giờ về thực tế ra mà nói thì mình không thể nào mình đánh giá được cái cách cầm quân của một người mà họ chọn tất cả những cầu thủ là họ chọn theo cái điểm nổi bật và theo cái cách mà họ muốn là sẽ làm được những cái gì khi họ thay vào. Huy không biết là cái lối đá của ông Southgate có thể sẽ làm nhiều người thất vọng. Nhưng mà đúng như thế nói, ông ấy biết cách là thay người vào, nó phải có cái sự thay đổi. Có rất nhiều trận quý vị sẽ thấy là người sắp vào không có gì thay đổi cái lối đá cả, và cũng không làm gì được hay hơn, mặc dù anh ta thể lực đa số là sẽ thay vào cái lúc mà 60 phút đúng không, hoặc là có thể 75 phút gì đó, thể lực của họ rất là sung mãn so với phần còn lại đúng không, mà họ cũng không có làm được gì nổi bật. Nhưng riêng đội tuyển Anh thì đúng là sự thay người của ông Southgate là một cái điểm mấu chốt khi mà để thay đổi hoàn toàn lối đá luôn. Thì thấy rõ ràng là Palmer vào, không Palmer thấy cái khe rất hay.
Walking di chuyển tới, xoay người ghi bàn. Trận vừa rồi Palmer là đã thay lúc nào nhỉ? Thay cũng khoảng mười mấy phút. Thì như là đấy phút 75 đúng không? Phút 75. Thì mà Palmer thực ra những trận trước cũng được thay vào sớm hơn. Thì Palmer thì vào sớm, nhưng mà mọi người cứ nghĩ chắc gì anh đã vào sớm, anh thi đấu 30-40 phút mà hiệu quả, trong khi đó Walking vào chỉ mười mấy phút. Yeah. Hiệu quả đó, ẩm luôn cầu thủ xuất sắc. Yeah. Yeah. Bởi vậy cái hay ông Southgate ở hiện tại ông có cái lợi thế mà cũng giống như bên kia là ông Lafuente là ông là huấn luyện viên ở cái cấp độ trẻ. Ừ. Nên các cầu thủ của đội này là những con gà của ổng hơn. Dạ. Nên đôi khi mặc dù ông chưa có gì nổi bật hết để đưa đội tuyển Anh thi đấu một cách nó hiệu quả, nhưng mà trong phòng thay đồ các học trò của ông rất là thương mà rất là dành cho ông cái sự tôn trọng. Yeah. Khi mà búa rìu dư luận mà rồi, nói tới rồi, thì là đội trưởng là già là có những lên tiếng bảo vệ ông, thì đó là cũng là một trong những cái cách mà trong những năm gần đây ông thành công, là ông được ông kiểm soát được cái phòng thay đồ. Đúng rồi, làm chủ được phòng thay đồ. Cái đó mới là điểm quan trọng. Và bên kia thì ông Da Fuente, ông huấn luyện viên của Tây Ban Nha, ông cũng không phải là một huấn luyện viên nổi tiếng, nhưng mà ông thành công ở cấp không đội biết trẻ. Luôn đấy, yeah. nhìn thấy là không yeah. ai biết. Dạ, yeah. không biết, nhưng mà khi lúc ông nắm đội banh thì ông lại có cái lối thi đấu riêng của ông, các cầu thủ của ông. Ông mạnh dạn, ông sử dụng các cầu thủ trẻ. Chắc gì là cùng một lúc mà đưa hai cầu thủ trẻ vào gồng gánh hai cái biên mà rất nặng như vậy. Nhưng khủng mà ông dám sử dụng. Nói chung là hai biên của Tây Ban Nha là gọi là khủng khiếp luôn. Yeah. khủng khiếp về... về cái độ công lực của hai biên. Ở giữa mà có Rodri, Rodriguez với lại Pedri, rồi cái mình đâu có ngờ là Fabian Ruiz thi đấu quá hay. Ở trên thì là đá hộ công, thì khi mà Omo vào thì ngay thời điểm mà nắm bắt được thời điểm thì thi đấu quá xuất sắc. Omo mấy giải trước Huy không có thích cậu này lắm. Thường thôi, đá thường. Cậu này thấy thường lắm mà thường. Không biết tại sao vào giải này. Đúng ngay thời điểm. Phong độ cao. Phong điểm hay. Mà trước khi thi đấu là ở Leipzig của giải Đức là cũng bị chấn thương thì chấn thương, mới bình phục nhỉ. Mà lại thi đấu quá thì hay. Thì bởi vậy chính vì thế Huy mới thấy cậu đeo số 10, nhưng mà cậu lúc nào cũng là sắp dự bị. Ừ, đó cũng là dự bị. Nếu mà Pedri mà không có bị chấn thương thì đúng rồi, thì chắc là không đến lượt, đúng không? Đâu không đến lượt. Bởi vậy một trận đấu mà tới thời điểm hiện tại mọi người thích cái lối chơi cống hiến, lối chơi mà tấn công rực lửa, có nhiều bàn thắng, thi đấu mà làm cho mọi người rất là thích thú. Thì chạm trán một bức tường quá kiên cố. Đấy, cho nên là Huy nói là với quý vị là như này, có những trận quý vị xem đá banh ấy thì có những trận quý vị sẽ thấy rất là nhàm chán. Yeah. Bởi vì là thậm chí còn buồn ngủ nữa. Bởi vì thực tế ra mà nói, mình không thể nào mình nói được là một cái trận đấu huấn luyện viên người ta tính toán những cái gì. Yeah. Và cái ngày hôm đấy hai đội nó cái dơ của nhau nó ra làm sao, kể cả một đội rất mạnh hôm đó đá tự nhiên thấy rất là bình thường. Yeah. Đấy, không có những cái đường đột biến, thì cái đấy là nó là đặc thù của bóng đá. Yeah. Mình không thể nào mình yêu cầu mà hai đội vào thi đấu coi như là xăm sổ cống hiến. Hai đội, bởi vì bóng đá nó ngoài cái sự đó nó còn thành tích, nó còn chiến thuật. Đúng. Đó cho nên là người ta có cái cách để người ta cho cái đội của mình đá như thế nào, thi đấu như thế nào. Vô mà cứ đá cống hiến, đá cho đã, rồi xong cái đội bị thua đi về rồi làm gì bây giờ. Đúng rồi, thì lúc ấy còn không khéo bị chửi nhiều hơn. Thì như quý vị thấy, Hiệp có thấy rằng là trận này không phải là một trận đấu đơn giản đúng không? Trận chung kết này. Em thấy anh sẽ có vé lên xe. Em lúc đầu em cũng anh nói cho em cũng Tây Ban Nha, anh nói cho anh nói cho 10 phu 10 ông coach đi, em cũng thấy Tây Ban Nha.
Thì cái đó là thì thực ra mà nói như thế này này, Huy không phải là Huy vì Huy yêu mến đội tuyển Anh đến mức độ mà Huy sẽ nằng nặc là cho là đội tuyển Anh sẽ làm nên một cái điều gì coi như đột biến ở cái giải này. Ai cũng thấy, kể cả Huy cũng thấy là Tây Ban Nha là một đội rất mạnh. Đấy, nhưng mà trong một ngày đẹp trời, Huy chỉ cần là ông sao gối thì ông ấy đối phó được tất cả những cái ngôi sao của bên Tây Ban Nha, thì không biết chuyện gì có thể xảy ra, đúng Đúng không? vậy, Đấy. mình làm sao mà mình khắc chế được lối chơi của họ. Nhưng mà nói về phòng ngự thì là đôi bên phòng ngự cũng vẫn chặt, vẫn Cũng hay. Tất đều tốt cả đều các miếng tấn công biên, chồng biên hay là tấn công trung lộ, tấn công trực diện, nói chung là ai cũng biết đánh, nhưng mà làm sao mình đi vô trong đó, trong một cái trận đấu mình áp dụng được hay không, cái đó mới là vấn đề. Huy nói điều này hơi buồn cười nhưng mà Huy rất là mừng khi ông sao biết ông không không gọi bằng ngoài. Huy không biết là lý do gì nhưng mà tất cả giải trước đều có, riêng giải này không gọi. Cầu thủ nào Mà quay của MU bị chấn thương có bị gọi chấn lên thương được, có gọi hả? có gọi gà cưng của ông đó, Gà cưng của nó, bởi vậy đúng nhưng mà gà cưng, nhưng mà cũng giờ chót mới loại đó nha Huy. Mà qua là thi đấu MU không được, có cái là lên đội tuyển là đã được một suất đá có chính một cơ. số trận đá ok nhưng mà Huy không không bao giờ đánh giá cao ấy, tức là cái độ Cái xoay chở hơi chậm. cái xoay trở chậm và cái độ lục chục ấy, cái độ lục chục nó không có chắc chắn. Một người mà người ta cái người trung vệ người ta cần nhất cái sự ổn định, Đúng anh rồi. không cần phải thực sự xuất sắc để anh có thể là chuyền bóng, nhưng cái phán đoán và cái sự ổn Đúng. định là cái mà ưu tiên đầu tiên. Trung vệ mà phải ổn định trong phán đoán tình huống, Đúng mà rồi. anh phán đoán tình huống với lại anh tốc độ ngắn, anh cắt mặt những cái, anh cắt những cái đường bóng, anh phán đoán những đường bóng mà anh đọc được Đúng rồi, đọc cái đó được mới đấy. là trung vệ. Đúng Trung rồi. vệ là cái đó là cái yếu tố hàng đầu của trung vệ, nên bởi vậy ông sao cái cuộc đời cầu thủ của ổng là đã cũng ấy rồi, lên tới lúc này đưa đội tuyển Anh vào tới hai trận chung kết mà làm cái gì cũng bị la, làm cái gì cũng 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 bị Lạ mọi mọi quá, người la chửi tùm lum hiệp tới bây giờ. Tới bây giờ bởi em vậy giống là em chỉ tiếp tục của em thôi chứ không muốn hiệp có làm lạ quá thì em. hôm nay anh phải mặc áo anh vào đấy Bởi vậy anh bênh bênh chút chút đó đúng không? cũng cũng là đời cầu thủ với nhau, nhưng mà nó cũng cũng số phận đưa đẩy với Đúng, lắm. đúng rồi. Mà sao ghê là cái người đá hỏng phạt đền ở trận bán kết năm 96 mà đưa đội tuyển Anh bị loại Đúng trước rồi, đội bị tuyển Đức, loại. thì là lúc đó giờ là sao ghê cũng búa rìu dư luận lắm chứ. Thì 2 năm sau cũng bác khem, cũng một cái lỗi tày trời như vậy về, nhưng mà tại vì cái mọi người yêu thương bác khem quá, bác trai bác khem đẹp trai quá, bởi vì cái dư luận cái làm giảm bớt, chứ không giống như hôm này. Bây giờ tới Beckham lúc làm truyền thông tốt hơn nhiều. Tới lúc này thì là Southgate đưa cái đội bóng của đất Bố nước tới trận Anh chung kết. vào vào tới trận chung kết back to back 2 năm, hai lần liên Nghĩa là tục nha, không phải là không chuyện ai giỡn đã làm được, đâu. không phải Không chuyện phải đơn chuyện giản. giỡn đâu. Nhưng mà cũng vẫn 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 bị mọi người là lên tiếng nói này nói nọ, mình thấy gì cũng hơi bất công cho ông. Nhưng mà trong bóng đá mà đôi khi những cái tính toán, đôi khi những cái không làm hài lòng cái giới hâm mộ thiệt, nhưng mà đó cũng là trong những cái tính toán của ông chứ. Cứ bắt ông mà cứ vô chơi có những trận banh mà cứ vô ào ào chơi đôi công rần 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 đó, rồi Đúng xong rồi, thủng lưới thì cũng như không. lên bóng coi như ào ào ạt, không theo không 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 theo một cái kịch bản nào thì cũng 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 không ổn. Ông thì bởi vậy cho nên Huy thấy rất, nếu mà cái trận semi final vừa rồi mà vẫn đá theo cái lối mà như gà mắc tóc chứ là không thể hiện được, nó không có thể hiện được lối chơi thì khả năng là và thua ấy, thì khả năng là ông Southgate cũng mệt đấy. Nếu mà về về anh là chắc là họ sẽ Chắc chắn là bay ghế rồi. chắc chắn là bay ghế. Thì đương nhiên là cái trận vừa rồi đã cứu cứu lại cái danh dự của ông, và nhưng mà cái điểm mấu chốt vẫn là
cho dù có thua Tây Ban Nha ở trận final, nhưng nếu cái bộ mặt của đội tuyển Anh thi đấu như trận vừa rồi với Hà Lan thì kể cả có thua cũng ông chưa cũng chắc ông đã mất ghế, ông cũng tại vị, ông cũng tại vị. Đấy là cái điều Huy muốn nói khi bởi vì khi mà thi đấu ấy, tất cả mọi người hâm mộ khi mà xem đá bóng thì đều muốn đội của mình thắng, nhưng nếu thua thì thua theo cách nào? Thua phải cái lối chơi đá đẹp, phóng hiến, chơi một cái lối chơi mà thuyết phục, nhưng mà vì những cái lỗi cá nhân thua, hoặc là vì coi như là bên kia có những khoảnh khắc xuất thần mà không thể nói được là tại sao họ có thể đá hay như thế. Quý vị có thấy cái trái của Tây Ban Nha ai có thể đá được cái trái bóng của Yaman như thế, như thế đẹp, không thể nào đẹp. Mà có một cái tức là cái đó nó là phong độ, nó là sự điêu luyện và cũng có rất nhiều may mắn ở trong đó. Đúng. Cậu đây có thể là cậu trong một buổi tập cậu có thể có đá trượt đến 90 quả. Đúng. Nhưng mà 10 quả như thế mới vào thôi, tức là chỉ có 10%, Huy có thể nói 10% có thể hơi nhiều. Đúng. Nhưng mà 5% thôi, tại vì trong buổi tập rất là quan trọng thì cậu có những cái cũng như Folland này. Folland đá những cái trái chân trái, những quả chân trái mà vòng như thế này mình xem nhiều ở Messi mình quá xem nhiều ở Manchester City thì quý vị thấy là rất nhiều những trái như thế đập cột, bởi vì cái nguyên tắc của cái quả vòng này là bắt buộc là anh phải đi ra rất xa, bởi vì nó sẽ ngoài cái tầm với của thủ môn có nhìn thấy bóng bay như thế cũng không bay tới cong nó bay cong như thế này, nó như là một cú quả, nhớ như hình dáng của cái quả chuối đó. Thì nó bay vào như thế này thì anh có bay hết cỡ, tức là nó gọi là bay hết cỡ người, căng người cũng không tới được, và quả bóng nó sẽ đi vào thì rất nhiều quả là đập xa đập cột đấy. Thì là mình Huy vừa đề cập tới vấn đề là Phil Foden hay là các cầu thủ khác có những cái đường bóng thương hiệu của họ. Yeah. họ đã từng ghi nhiều bàn thắng như vậy ở cấp câu lạc bộ, nhưng mà ở cái giải đấu này ít đi, là có nghĩa là họ cũng bị đối phương họ biết, họ bắt bài tham khảo vậy. Rất nhiều thì ít có tạo cho khoảng trống như vậy để cho họ đá, nên nhưng mà Phil Foden lại xui hai cái banh đập cột nha. Một cái đập rất ra. Ở trận đấu vừa rồi thì thấy Phil Foden thi đấu nó thanh thoát hơn, không phải dậm chân ở những cái chỗ mà đã có Phil Foden rồi mà lại có Bellingham nữa, nên liệu mà một cái trận đấu mà những gì đội tuyển Anh đã thể hiện như ở trận bán kết thì hy vọng rằng với cái phong độ này, với cái lối đá này, đội tuyển Anh sẽ cho một trận đấu cống hiến. Có thể làm khó được, có thể làm khó được Tây Ban Nha của hiệp. Thì chắc chắn là ở hai biên đội tuyển Anh cũng hay, Tây Ban Nha cũng hay, vị trí ở ngay khu vực giữa sân đó là cái nơi mà để cho hai đội bóng ai cầm trên được khu vực giữa sân, cầm bóng nhiều, phối hợp nhiều, có những đường tỉa banh chính xác ra hai biên và đội tuyển Anh thì chắc có lẽ rằng là họ vẫn sử dụng lối chơi là xuống biên. Có lẽ là đội tuyển Anh không thể địch với tuyến giữa của Tây Ban Nha được. Huy nghĩ rằng là anh phải có một cách khác, chắc những đường chọc khe hoặc là những đường mà xuống biên như thế vừa nói, bởi vì là Rice có lẽ là không càng đáng rồi. Thực sự ra là Rice là chỉ làm tròn vai thôi. Tất cả những trận mà anh đá lẹt đẹp là Rice chỉ làm tròn vai chứ không có đột biến. Rice thì ở trận vừa rồi thì mắc một cái lỗi quá lớn bởi vì để Simon ghi bàn liền. Simon ghi bàn quá sớm, nhưng mà đội tuyển Anh cũng lấy lại được thế trận. Nhưng mà ở hàng tiền vệ thì Tây Ban Nha thì hay quá rồi, họ cầm bóng nhiều, nên làm sao mà có thể các cầu thủ có thể cắt đứt được
những cái sự nối kết giữa các cầu thủ và giữa đội tuyển Tây Ban Nha thì là đội tuyển Anh mới thi đấu dễ hơn, nhưng mà rất khó tại vì Pedri đã thi đấu ở Manchester City thì cũng ít nhiều cũng hiểu, nhưng mà sự tỏa sáng của Fabian Ruiz với lại Omo, đó là hai cái điểm sáng mà bất ngờ ở trong cái đội tuyển Tây Ban Nha thi đấu mùa giải này. Nên liệu ông Southgate và đội ngũ huấn luyện của ông có thấy được những cái miếng phòng ngự nào ở ngay khu vực giữa sân mà để chia cắt cái sự liên hệ của các tiền vệ của Tây Ban Nha thì mới dễ cho Tây Ban Nha, dễ cho Pháp Anh trước thi đấu trước một Tây Ban Nha mà hừng hực như vậy thôi. Thôi thì mình cũng phải bênh đội yếu. Chứ còn bây giờ mà tất cả đổ xô vào ủng hộ Tây Ban Nha thì còn nói chuyện gì nữa, đúng không? Bóng đá nó là một cái trận thi đấu có hai bên. Vào tới trận chung kết thì không thể nào nói được là đội nào yếu, đội nào mạnh, mà tất cả là các đội đều mạnh thì mới vô được tới chung kết. Đúng rồi. Thì khi thi đấu, đương nhiên mình đánh giá là Thế với Huy với cả Hiệp đang đánh giá theo cái khía cạnh là mình nhìn theo cái sự hiểu biết của mình về chiến thuật và con người, cũng như một chút về cái tài cầm quân của hai bên. Thì phân tích như vậy. Thế nhưng mà một trận cầu nó có rất là nhiều yếu tố, mình không thể nào mà biết trước được. Cái lúc ấy, bây giờ Huy nói giả dụ thôi, tất cả những pha phạm lỗi không cố ý, lỡ chân, sơ sẩy lỡ chân thì cái thẻ đỏ. Có thể là một cái thẻ đỏ hoặc là một cái thẻ vàng, và cái lỗi thứ hai nó không cố ý, hoàn toàn là không như thế, nhưng cái tình huống đấy nó bắt buộc anh phải làm như thế. Nếu không họ sẽ ghi bàn thì anh sẽ bị thêm cái thẻ vàng nữa. Đó là cái tình huống mà của hậu hậu với biên đội yêu thích của Huy đó. Thì đúng rồi, cái trận đó là thì quý vị nếu theo dõi thì cái trận tứ kết đó thì quý vị sẽ thấy rằng là rõ ràng 10-10 là anh đã bị thẻ vàng rồi. Nhưng cái trái bánh đó thực ra nếu mà trái bánh đó mà nếu mà như người bình thường thì là họ sẽ không bao giờ họ để cái làm cái lỗi đó cả. Nhưng anh biết 10-10 là cái trận này đằng nào cái trận tiếp theo anh cũng sẽ là bị ban rồi. Đó, bởi vì anh đã bị, tức là cái thẻ vàng trước đó và cái thẻ của cái trận trước đó, thì cái trận tiếp theo là trận quarter final là chắc chắn anh bị ban rồi. Và cái tình huống đấy thì quý vị để ý thì nếu mà Cavaha mà không ôm người tiền đạo của bên đối phương ấy thì chắc chắn họ sẽ ghi bàn. Cho nên là thôi anh lỡ rồi anh làm luôn, thì thực ra cái trái đó có thể dơ thẻ đỏ trực tiếp luôn. Nhưng mà anh đã có thẻ vàng rồi thì họ dơ thẻ vàng thứ hai và thẻ vàng thì cũng huấn luyện viên hơi nương tay, nhưng mà cái đó phải nói là foul, nhưng mà good foul để cho chứ tình huống đó mà thoát xuống biên chuyền ngang qua thì đâu biết được. Thì về thực tế ra mà nói là đó là những cái tình huống có thể xảy ra ở trong một cái trận đấu. Và khi mất người ấy, thì trong bóng đá hiện tại mất người là phải nói là rất mệt, trừ cái trận đột biến là cái trận vừa rồi ở giải Copa America Colombia nhé, Uruguay ở đây là Colombia bị mất một người mà họ vẫn bảo toàn được lực lượng, đã bảo toàn được tỷ số để loại một cái đội rất là mạnh là đội Uruguay, đúng không? Thì cái mà cái ý Huy muốn nói là trong một trận đấu nó có rất nhiều thứ nó có thể xảy ra. Có nhiều yếu tố, chẳng hạn như bây giờ thấy năm nay cái cứ đá mạnh vô hay là bị ô gô nhiều, cứ tự đá phản lưới nhiều, đá phản lưới nhà, bây giờ tới gần 11 chứ anh phản lưới nhà. Cái đó cũng có thể là một cái, không phải một cái sự trường hợp ngẫu nhiên, nhưng mà cái lối đá của các cái pha ghi bàn hiện tại, Huy thấy là đa số là những cái pha ghi bàn rất là nhanh, tức là đột biến rất là nhanh, tức là bất ngờ, tạo bất ngờ, kể cả cái cú sút, tức là mới nhiều, có rất nhiều những cú sút một chạm. Nhìn những cú sút một chạm thì mình đá banh mình biết rồi. Những cú sút một chạm là những cú sút luôn luôn làm cho hậu vệ coi như là không biết là bóng vào đâu cả.
kể cả thủ môn nữa cũng không biết bóng vào đâu cả. Thì cái những cú sút một chạm và thi đấu nhanh như thế, dứt điểm như thế rất dễ làm cho hậu vệ bị coi như là chạm banh và để vào lưới luôn. Đấy, ô gôn. Thì đó là cũng là một trong những cái lý do mà giải này quá nhiều những cái trái ô gôn. Trước cái trận chung kết này thì cái đội bóng nào mà làm cho Huy có nhiều cảm xúc nhất? Thực ra mà bây giờ thì nó quá là trễ rồi, nhưng cái đội đầu tiên đấy, cái đội mà tức là ở vòng ngoài ấy, thì Huy lại có nhiều cảm xúc hơn đối với những đội mà coi như vô danh tiểu tốt luôn. Thậm chí Huy rất thích cái lối đá của đội Slovakia, là cái là một trong những cái đội bóng nhỏ của một cái quốc gia nhỏ mà tách ra từ Nam Tư. Slovenia mới là của Nam Tư, Slovakia của tiệp khắc. Là của tiệp khắc. Từ ngày xưa thì nó chia ra là đội tuyển Czech và đội tuyển Slovakia. Slovakia là đội của Hamsik hồi xưa đó. Đó đó. Thì có những cái đội bóng mà họ rất là gọi là không nổi tiếng của một cái quốc gia nhỏ, những cái lối đá của họ tôi rất là thích. Đấy, cái lối đá máu lửa và cái sự phối hợp nó rất là trẻ, hiện đại. Và Huy thích những cái đội bóng như thế. Rồi về sau này thực ra cái đội Huy thích là đội Áo. Đó, tự nhiên nó có những cái, tại vì mình xem những cái đội mà nổi tiếng, đội tuyển Đức ở ngoài thi đấu ào ạt như thế là thấy quá, mình coi như hay. Là đương nhiên bao nhiêu con người hay ở trong đội như thế mà lại không đá hay thì không nói chuyện gì. Nhưng mà đấy, Huy thì lại Huy thích những cái đội như thế. Thì đương nhiên là về kinh nghiệm, về cũng hay còn non nớt, rồi về trong một bản đấu quá nhiều đội mạnh thì cũng là bị loại. Nhưng mà gọi là về thích lối đá thì là Huy thích. Thế thích mà bất ngờ ở cái đội Romania. Romania thực ra từ trước đến nay cũng vẫn là một đội mạnh. Đúng, Romania. Nó chỉ bị phong độ thôi. Sau thời gian im hơi lặng tiếng thì trở lại đấu trường rất hay. Thích nhất là con trai của huyền thoại Hachi. Mà vô để ý chút xíu nữa thì thấy mà đội bóng mà đưa cho mọi người nhiều cái cảm xúc là đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ máu lửa như là mà đấy, cái có lẽ là cái sự hâm mộ của khán giả Thổ Nhĩ Kỳ coi như là phủ kín sân và ủng hộ đội tuyển ruột của quê hương mình như thế, cho nên là các cầu thủ cũng muốn cống hiến nhiều hơn. Bị loại trước một đội tuyển Hà Lan thi đấu hừng hực với cái bàn thắng Ogo gì thì cũng tiếc. Nhưng mà trong bóng đá là như vậy. Tới những trận cuối cùng đó thì có những đội bóng nào có bản lĩnh, có chiều sâu lực lượng nhiều, họ đi vào thì dĩ nhiên là cái phần thắng sẽ nghiêng và cho họ nhiều hơn những cái đội bóng bé hơn. Nhưng mà tới giờ này thì chắc có lẽ khi mọi người tiếc cho một đội tuyển Đức thì tiếc cho một đội tuyển Hà Lan, hay là có thể là hơi có phần bất mãn về những gì mà đội tuyển Pháp họ đã thể hiện thì thấy rằng hai đội bóng vào tới trận chung kết nó hoàn toàn xứng đáng. Đúng rồi, xứng đáng. Không có gì để bàn cãi về cái có nhiều người sẽ muốn là Tây Ban Nha gặp Hà Lan ở chung kết. Nhưng mà Huy nghĩ rằng là mọi sự cái trận chung kết nó chỉ có hai đội thôi, mình phải chọn, mình không phải là mình chọn mà là cái đội nào thi đấu tốt hơn ở trận bán kết là họ sẽ phải được vào thôi. Đấy. Theo cái ghi nhận riêng của Thế là nếu mà trận chung kết đội tuyển Tây Ban Nha và đội tuyển Anh thì cái tính hấp dẫn nó hay hơn, chính xác là hay hơn. Đấy, tại vì đội bóng của hai đất nước mà có truyền thống là lấy cúp nhiều, đúng rồi. Truyền thống là các giải đấu của họ rất là hấp dẫn, và những gì họ đã thể hiện hay là những con người, những cầu thủ số má ở trong hai đội vẫn nhiều hơn. Đúng rồi. Nên cái tính chất của trận chung kết mà cho hai đội này thì nó vẫn hay hơn, vẫn cao hơn là nếu Hà Lan đá với Tây Ban Nha. Mặc dù Hà Lan thể hiện cái lối đá cũng hay thiệt, nhưng mà quý vị có thể nhìn lại được một Hà Lan thi đấu trước một đội tuyển Pháp ở vòng loại, hay là trận thứ ba trước một đội tuyển Áo. Họ chỉ
hay hơn trước một đối thủ dưới kênh như Rumani hay là vào đá với lại đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ là cũng chém chết chứ tưởng trời. Đúng rồi, hôm đó là Thổ Nhĩ Kỳ cũng rất xuất sắc nhưng mà cũng là xui xẻo thôi. Nói về ngôi sao thì đúng là Hà Lan ngoài Van Gaal với cả Memphis ra thì các cầu thủ khác thì cũng ít người biết đúng không? Yeah. Đó thì về đội tuyển Anh mà nói thì trận này đúng là cái lối đá thực sự là mà nói là cái thế nói cái trận chung kết nó sẽ hấp dẫn là vì sao? Vì hai bên đá không có giống nhau. Đó, Hà Lan nó sẽ có cái lối tấn công hơi tương đồng với Tây Ban Nha. Thì khi đó một cái trận nó như thế thì nó nhiều khi mình nhìn mình ồ đây coi như cái bài này là cái bài này rồi. Đúng rồi. Là truyền thông này nọ họ cũng bơm cái trận đó. Cái lối đá mà hai bên đều kiểm soát bóng thì nhiều khi trận đó nó lại không phải là một trận hay. Đó. Khi mà đội tuyển Anh thi đấu thì nó khả năng là đội tuyển Anh chắc chắn trận này phải bắt buộc phải phòng ngự phản công rồi. Thì cái đó nó lại tạo nên những cái sự hấp dẫn riêng của một cái trận banh mà như vậy. Có những trái bóng nó lại phụ thuộc hoàn toàn vào cái sự đột biến. Đúng rồi. Và những cái tình huống khác biệt ở trên sân không biết không nói trước điều gì bởi vì một trận bóng 90 phút sau đó nếu mà hòa rồi đá ba hiệp đang hiệp nó đã cười nó đá 30 phút OT rồi penalty ha cái trận penalty thì không nghĩ là dù penalty đây biết ngay mà tức là không dám chấp nhận sự thật penalty là chỉ có chết penalty chưa biết thế nào nói chung là hên xui cả penalty thì nó là hoàn toàn là thuộc vực của hên xui nhưng mà ngày trước á đội tuyển Anh của thời mà các cầu thủ mà thế hệ vàng á thì huấn luyện viên họ không có để ý nhiều vào các lượt đấu penalty. Ngay cả penalty đội tuyển Anh đá một cách hời hợt chứ không có nằm trong cái sự tính toán mà chuẩn bị giống như là đội tuyển Anh bây giờ. Đúng mặc rồi. Dù là đội tuyển Anh đã 3 năm trước đã thua trước một đội tuyển Ý nhưng mà cái cách mà đội tuyển Anh thì họ thể hiện ở cái lượt đấu luân lưu thì năm kỳ này rất là khác hẳn. Bởi vậy có những cái chuẩn bị của họ mà cho thấy rằng là những nước cờ của ông huấn luyện viên Sauge là ông có tính toán thực dụng có nhưng mà lúc nào cần bùng nổ có lúc nào những cái quân bài của ổng đưa vào và những cái miếng đánh bất ngờ đó là hoàn toàn có trong cái sự chuẩn bị của ổng. Thì Huy nghĩ trận đấu này nó như thế nào? Kết thúc trong hai hiệp chính hay là sẽ kéo qua hai hiệp phụ? Huy nghĩ rằng là sẽ hòa sẽ hòa hai hiệp chính. Hòa một đều hay hai đều thì nó càng tăng cái sự hấp dẫn lên thôi. Đấy, bởi vì càng nhiều bàn thắng thì tất nhiên trận đấu nó hấp dẫn hơn. Nhưng mà hòa không đều cũng là có thể là một kịch bản. Thế nhưng mà Huy thì Huy, đương nhiên là Huy ủng hộ Anh vì yêu thích. Nhưng mà Huy nghĩ rằng là Tây Ban Nha khả năng sẽ giải quyết trong 2 hiệp phụ. Tây Ban Nha thắng 2 hiệp phụ. Thắng 2 hiệp phụ. Đó, một, có thể là một thêm một bàn thắng nữa thôi. Là để chiến thắng cái trận chung kết này. Thế nhưng mà đấy thì đấy là dự đoán, đấy là hoàn toàn là dự đoán. Thì Huy có thể dự đoán là trận đấu có thể về 0-0, trận đấu hai hiệp chính 0-0 mà 1-0 cho một hiệp phụ, một là có thể là hiệp phụ thứ nhất hoặc là hiệp phụ thứ hai cho Tây Ban Nha. Tây Ban Nha ủng hộ Anh nhưng mà nghĩ là Tây Ban Nha thắng. Tại vì là cái đó là sự thật phải chấp nhận thôi đúng không? Mình phải nhìn vào thực tế. Đúng rồi, mình phải nhìn vào thực tế. Nhưng mà anh nói với em là chuyện gì nó cũng có thể xảy ra và bao nhiêu dự đoán từ trước tới nay là cũng có thể là bị coi như là hoàn toàn trong một phút điên rồ nào đấy thì là nó ngay bản thân trận semifinal là thực ra tuyển Anh là đội cửa dưới cơ mà. Đúng không? Chủ nhật này anh em mình xem ở đâu? Có chỗ để xem ở đâu? Hay đó nha. Tức là có chỗ xem đặc biệt à?
mình xem xong mình lên đài mình lên chương trình nói luôn anh Huy. Tài tính chủ nhật này nè là tính ra ra chỗ ngay chỗ của đang Luân Vũ, có nói là ra chỗ Luân Vũ. Nó có bị đông không? Anh thực ra anh không có thích xem kiểu không vừa thôi, vừa thôi, không nó phải vừa đủ mấy anh em. Tức là những người nó phải biết xem. Đúng rồi. Trời ơi chứ còn fan phong trào nó nhiều lắm. Vô mà có nhiều người hơi nói những cái câu nó hơi ấy thì cái câu nó không liên quan mà nó chứng tỏ là ông không có cùng mâm được. Tức là ông chả biết gì về bóng đá cả. Chả gì à? ở trong chỗ của Luân Vũ thì nó có 2-3 section đó. Mình ngồi trong đó mình coi tương đối ok. Đấy thì mình coi không phải là cái chuyện mà người ta ủng hộ đội khác rồi không phải là đội mình ủng hộ mà là có thể là không cùng chí hướng. Mà mình hẹn 11 giờ đó đi. Coi xong rồi chiều đó còn coi Copa America mà thế thì mình sẽ nói lúc nào? Thì sau mình nói sau game. Sau game Euro mình nói xong bắt đầu mình ăn uống rồi xong chuẩn bị chiến đấu đến hơi thở cuối cùng Messi tiếp. Thì diễn biến trận đấu nó sẽ hấp dẫn như thế nào thì mời quý vị sẽ giữ gìn sức khỏe thật tốt để chuẩn bị cho ngày cuối tuần với hai trận chung kết trong mơ. Đó là 12 giờ giờ Cali giữa đội Tây Ban Nha và đội tiếng Anh và 5 giờ cũng giờ Cali đó là đội tuyển Argentina gặp đội tuyển Colombia và nhớ trước là khi, ngày chủ nhật nhé ngày thứ bảy có ngày, lẽ ngày chủ nhật ngày thứ bảy thì có lẽ là Huy sẽ skip chẳng ba tư thì nó mệt mỏi quá rồi. Trận Uruguay gặp Canada thì thôi chắc miễn bàn để giải quyết chuyện gia đình. Thì, để giải sức cho chủ nhật. Trước khi kết thúc chương trình thì ekip làm việc của Lê Ký Kịch Cinema Studio cũng không quên cảm ơn hai nhà tài trợ chính của chương trình, đó là anh Nam, chủ nhân của Number One Auto Compressor và February 2 trên đường Gandro đã tài trợ cho chương trình. Và xin kính chúc quý vị luôn sức khỏe, vui vẻ, trận đại hạnh phúc và sẽ có một trận chung kết với đội mình yêu thích. Thì liệu Tây Ban Nha có còn một lối đá quyến rũ cống hiến chứ một đội tuyển Anh đã trở lại với bản sắc của mình. Thì xin quý vị cứ chờ xem và xin hẹn quý vị vào 12 giờ tại LV Restaurant nếu quý vị có nhà hứng muốn xem cùng với anh em. Dạ, xin kính chào. Mời xin kính chào quý vị và xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin được chúc quý vị có được nhiều sức khỏe và luôn giữ được niềm đam mê đối với bóng đá. Cảm ơn quý vị và xin được hẹn gặp lại quý vị vào lần tới. Chào quay về MV. Tuần này như có đồ ăn sale gì không anh Huy? Có bán gì anh Huy mà cần những đồ gì mà về nhạc audio về nhạc cụ nói chung là thì xin quý vị cứ liên lạc đấy, bởi vì Huy rất là gọi là trong cái lĩnh vực này Huy rất là dành, cho nên là cần thiết về tất cả về sound professional sound cho biểu diễn hoặc là karaoke Huy rất là dành, cho nên là cứ liên lạc trực tiếp với Huy. Đàn mọi thứ ha. Tất cả các nhạc cụ hay là những cái dụng cụ gì về audio rồi, chống đàn, hay là nếu quý vị mà có muốn con mình trở thành nhạc sĩ hay là ca sĩ nổi tiếng thì cứ liên lạc. Nếu Huy MC sẽ truyền hết tất cả bí kíp của mình, và bên cạnh đó là những người thân, những người bạn bè của Huy MC cũng có những cái nơi mà dạy cho các em nhỏ muốn theo cái niềm đam mê của mình, thì xin quý vị cứ liên lạc với channel của Hiệp cũng được, là chúng tôi sẽ chuyển lại những cái tin nhắn của quý vị đến với những nhạc sĩ, những người mà có liên hệ về sở thích của các con của quý vị. Và một lần nữa xin kính chào và hẹn gặp lại.